Xin chào các bạn, quay lại với chủ đề về đầu địa than. Bên cạnh một số cây đầu địa than giá rẻ thì từ 4 đến 5 triệu đồng mà mình đã làm video đánh giá rất là chi tiết ở trên kênh. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp tới các bạn một cái lựa chọn giá rẻ khác ở phân khúc giá dưới 10 triệu. Nhưng mình thấy cái đầu địa than này nó lại có một cái cấu hình phần cứng khá là ấn tượng, từ cái vật liệu hoàn thiện đến cái phần thông số kỹ thuật của nó gần như là tương đương với các cái đầu địa than ở phân khúc giá trên 10 triệu. Đặc biệt hơn là nó còn có kết nối không dây chuẩn Bluetooth là 5.2 khá cao cấp nữa. Nên mình nghĩ có thể là nhiều bạn trẻ đang sử dụng những cái loa công nghệ sẽ thích điều này đó chính là cái đầu địa than đến từ thương hiệu test của Nhật Bản ngay trước mặt mình đây nó có tên mã là TN280BT à, đây là một cái hộp sản phẩm mới nguyên với đầy đủ phụ kiện bên trong và được bảo hành chính hãng trong vòng một năm và nó cũng chỉ mới được bán ra tại thị trường Việt Nam khoảng hơn một tháng nay thôi còn bây giờ thì cũng giống như mọi khi mình sẽ tiến hành mở hộp này hướng dẫn lắp đặt cách sử dụng và chia sẻ với các bạn những cái thông số kỹ thuật nổi bật của cái đầu địa than này ok bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu đây là một cái sản phẩm nguyên hộp này bên trong này mình sẽ xem có những cái phụ kiện gì rồi đây là một tập sách hướng dẫn Đấy, người nhật người ta làm sách luôn rất là dày các bạn nhé chứ không phải chỉ mấy tờ như các cái thiết bị khác đâu à, rồi tí nữa mình bỏ các cái này ra rồi mình nói để nó sau đó rồi nhắc cả cái này ra luôn đi rồi và đây là tất cả những cái phụ kiện đi kèm theo bộ sản phẩm. Như các bạn biết thì đầu địa thang nó rất là kỵ với cả ẩm ướt rồi cong vênh hay là va đập nên chính vì thế là trong tập sách hướng dẫn này nó có nguyên một tờ giấy ghi về 8 yếu tố là không nằm trong diện bảo hành. Dĩ nhiên là trong 8 cái này thì sẽ có là ẩm mốc này, nước này rồi va đập cong vênh rồi, đó. À, tiếp đến là một cái tờ menu tức là một cái danh sách danh mục, danh mục của cái quyển sách này. Đấy, trong quyển sách này thì các bạn thấy là nó có rất nhiều thứ tiếng và nó có hướng dẫn bằng hình ảnh cụ thể, nó có tới 83 trang này. Đấy, rất là nhiều Uh, ngôn ngữ và hình ảnh rất là cụ thể Nói chung mình thấy người Nhật ấy Sách người ta luôn luôn rất là dày và hướng dẫn rất là cụ thể Đấy. Các bạn nào dùng đồ Nhật rồi thì biết uh, Rồi tiếp đến bên này thì chúng ta có một cái tấm lót nỉ Tấm lót đĩa bằng nỉ này Đấy, Cũng khá dày Và đây, đây chính là một cái mâm xoay Được làm từ một cái tấm nhôm đúc nguyên khối luôn Đây nhôm đúc nguyên khối đó nhá Và trên cái này thì chúng ta sẽ có một cái dây cu loa Bằng cao su để chúng ta À, gắn vào đầu điện than tí nữa mình sẽ gắn vào luôn Mình sẽ tiến hành lắp đặt một lúc nữa thôi Rồi tiếp đến là chúng ta có một cái dây phono Dây này thì khá ngắn, nó dài khoảng hơn 1 mét thôi à, Đây là ba cái đầu cắm dành cho các quốc gia khác nhau Vì cái đầu điện than này nó phân phối đi nhiều thị trường khác nhau mà Chúng ta gắn vào đây Đây là cái cục adapter nó cấp nguồn cho cái đầu điện than với dòng điện là 12V à, 0,5A các bạn nhé 12V 0,5A Tiếp đến là một cái adapter dành cho địa 45 À, nhiều bạn mình thấy các bạn cứ nhầm cái này là cái chặn đĩa thậm chí nhiều bạn làm video review luôn nhầm cái này là cái chặn đĩa cái này thì không phải chặn đĩa nha nó là cái đặt vào giữa này này Đấy, để dành cho những cái đĩa 45 đĩa 45 thì cái ở giữa nó to hơn mà cái đĩa nó nhỏ nhưng cái tâm đĩa nó to hơn trục đĩa rồi tiếp đến là một cái cân đối trọng để tạo lực nhấn cho cái đầu kim này Đấy, ở đây thì hãng người ta tặng sẵn cho mình là máng này, cartridge này, stylus đầu kim liền luôn. Đấy, tí nữa mình sẽ tiến hành lắp đặt giờ mình quay sang cái đầu điện than này đi. Cái đầu điện than này thì nó sẽ có một cái nắp nhựa nó làm kiểu vật liệu mica được gắn sẵn vào đây rồi này cái chụp khớp này nó gắn sẵn rồi chứ chúng ta không phải lắp gì cả à, và cái màu này nó là màu khói chứ không phải màu trong suốt nhá bản thân mình thì thích cái màu khói này hơn nhìn nó có cái nét cổ điển hơn và đặc biệt ấy là khi chúng ta dùng lâu nó có xước ấy, cũng khó nhìn hơn là cái màu trong suốt cái màu trong suốt mình để ý một thời gian mà nó xước ấy, nhìn nó mờ nó bạc hẳn đi luôn đó còn màu ghi này thì nó được như thế và mình đặc biệt thích cái màu nâu này nhá cái màu nâu này là màu walnut cái vân gỗ này vân gỗ walnut là gỗ óc chó ấy. À, cái phiên bản tn400bt nó cũng sử dụng là màu walnut gỗ óc chó nhưng mà cái màu đấy nó sáng hơn và bản thân mình thì thích cái màu nâu tối này hơn đấy, nhìn nó cổ điển và mình thấy nó đẹp hơn đấy. ở đây là motor ổn tốc là không không motor này không ổn tốc nhưng mà nó có chống rung các bạn nha nó có chống rung nó không ổn tốc nhưng mà chúng ta có cái nút chỉnh ở phía dưới này chỉnh tốc độ ấy đấy, tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn chụp này rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt đi, xong rồi mình sẽ đi chi tiết vào cái này sau, bây giờ mình lắp đặt luôn đã. Rồi ở cái phần lắp đặt đầu điện than này thì trong tất cả những cái video mình làm về đầu điện than các bạn cũng thấy là mình hướng dẫn và chỉ các bạn rất là chi tiết từng phần từng phần nhỏ một. Đấy nên là phần này mình sẽ lướt qua nhanh thôi nhá. À, và dĩ nhiên là trước khi lắp đặt đầu điện than thì một cái yếu tố rất là quan trọng đó là các bạn phải chọn một cái mặt bàn hay mặt kệ nó phải phẳng và nó không được nghiêng. Đấy thì đó là một cái yếu tố quan trọng mà các bạn nên lưu ý và các bạn có thể dùng thước thủy để đo cái ba mặt bàn đó xem nó là có phẳng là nó có cân không đấy, cái đấy thì nó đơn giản và mình cũng hướng dẫn trong nhiều video rồi nên là mình sẽ bỏ qua phần đó và bây giờ mình sẽ lắp luôn nhá đó lắp thì mình sẽ lắp cái mâm này trước đây là một cái mâm bằng nhôm đúc và nó có sẵn dây cu loa ở đây rồi chúng ta chỉ việc đặt vào cái trục giữa ở đây là được này đấy, đặt chính xác vào cái trục giữa đưa vào sau đó là chúng ta xoay xoay đến khi nào cái lỗ này nó để lộ ra cái trục của motor thì chúng ta sẽ tiến hành là kéo cái dây cu loa này ra và đưa vào cái trục đó các bạn có thể dùng hai tay đưa vào cái trục sau đó là chúng ta quay một vòng đấy, để cho nó cân Đúng không? đấy khi dây cu loa nó lắp vào là nó cân rồi thì chúng ta đặt cái tấm lót nỉ này lên rồi chúng ta tiếp đến bước thứ hai đó là bước lắp cắt trích cắt trích này thì chúng ta sẽ lắp cái máng này vào đây cắt trích và kim thì nó lắp liền vào đây rồi thì chúng ta chỉ việc đưa cái máng này vào đây đấy, đưa cái máng vào và vặn ốc tự nó sẽ siết vào chúng ta muốn lắp sai cũng không được vì ở đây nó có rãnh rồi nó rãnh thì không ra lắp không thể sai được tiếp đến là chúng ta sẽ lắp đến cái quả cân đối trọng à, để lắp quả cân đối trọng thì các bạn cứ đưa vào Đấy, đưa vào và vừa ấn vừa vặn một chút thôi Đấy, nó tạch vào như thế là được chưa xong đâu các bạn nhá vì chúng ta còn phải cân nữa và để cân thì chúng ta sẽ tiến hành các bước như sau mở nắp bảo vệ của cái đầu kim này vì cái nắp bảo vệ nó cũng tạo một cái trọng lượng nhất định nên là khi chúng ta lắp đậy cái nắp này vào mà chúng ta cân là nó sẽ không được chính xác các bạn nhá nên chúng ta phải tháo cái nắp bảo vệ này sau đó chúng ta hạ cần đó sau đó chúng ta mở bảo vệ và chúng ta đưa cần ra đưa cần ra khỏi cái đỡ này này thì chúng ta vặn đến khi nào ấy đấy, vặn đến khi nào mà cái cần này ở một cái trạng thái cân bằng thì chúng ta nhả tay ra đấy mình vẫn đang vặn đó và khi mình vặn ở cái trạng thái này các bạn thấy là khi mà không có tác động thì cần nó cũng không nhấn xuống mà nó cũng không ngửa lên thì như vậy chúng ta set up đây là một cái trạng thái cân bằng và khi nó đã cân bằng rồi thì chúng ta sẽ vặn cái vòng ngoài vừa rồi là mình mình vặn cái cục này nhá bây giờ mình vặn cái vòng ngoài của cái cục đó để đưa về con số 0. đó tức là mình biết được là đây là trạng thái cân bằng tiếp đến là mình vặn cái quả tạ đấy theo hình xoắn ốc vào nhá đấy, vặn vào mỗi vạch này là 0,25 đây 0,5 thì uh, mình xem cái phần thông số kỹ thuật của cái kim này này là người ta khuyến nghị là nó nhấn là 3,5 gram đấy 3,5 g các bạn nhá. Đấy các bạn phải xem thông số của cái đầu kim này thì mình xem nó là lực nhấn khuyến nghị là 3,5 g nên mình cũng vặn cái này đến 3,5 g. Đấy, đến đây này. Đến đây là 2 đúng không? Đến đây là 2 thì 2,5 này, đây là tức là 2,5 là đến số 0 này, tiếp đến đây là 3 và tiếp đến số 1 đây chính là 3,5 g. Đó. Vì sao nó nhấn mạnh hơn các cái đầu kim khác thì tí nữa mình sẽ nói cho các bạn sau và tiếp đến là chúng ta chỉnh anti skating có nghĩa là chỉnh chống trượt à, với một số cái đĩa than cũ ấy, cái rãnh của nó không còn được mới và nó có những cái vết xước thì đôi khi các bạn đang chơi như thế này, này thì cái đầu kim nó sẽ trượt từ rãnh này sang rãnh kia nó chuyển đoạn một cách bất thường thì chúng ta phải có cái tính năng anti skating này để tạo một cái lực kéo lại cái đầu kim để cái đầu kim nó luôn luôn đạt trạng thái cân bằng thì theo khuyến nghị của nhà sản xuất thì lực nhấn là 3,5 năm gram thì cái lực kéo lại cũng lực nhấn xuống ấy 3,5 g thì cái lực kéo ngược lại thì nó cũng nên là 3,5 gram ở trong sách hướng dẫn nó ghi rất là rõ thì chúng ta sẽ đây là số 4 này thì chúng ta sẽ vặn ở mức khoảng 3 đến 3,5 g không nhất thiết phải chính xác đâu các bạn 100% nữa nhá. Khoảng chín mấy phần trăm cũng được thì nó ở khoảng cỡ 3 đến 3,5 này. Đó, đó là trạng thái chuẩn của nhà sản xuất người ta khuyến nghị. Rồi, như vậy là các cái bước lắp đặt, đặt đã xong, nó cũng khá đơn giản thôi nếu các bạn hiểu nguyên lý của nó thì cũng không có gì là khó cả và mình cũng hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Rồi quay lại cái nhân vật chính này thì đây là một cái đầu điện than thủ công hoàn toàn, tức là như thế nào? Tức là tất cả những cái thao tác nâng hạ rồi đưa ra đưa vào ấy thì đều cần người dùng thực hiện. Về kích thước thì nó cũng theo một cái tiêu chuẩn khá là quen thuộc với chiều rộng là 42 cm, sâu là 35,6 cm và chiều cao tính cả cái phần nắp đậy này thì nó là 12 cm. Cái phần thân của đầu điện than này nhá, nó sử dụng vật liệu là từ gỗ MDF sau đó được phủ một cái lớp vernia vân gỗ óc chó bên ngoài, nhìn khá là đẹp. Mình thấy từ cái màu sắc tổng thể của cái đầu điện than nhá, đến vân gỗ này rồi đến thiết kế nó đều theo một cái phong cách cổ điển của ngày xưa. Và với cái tấm mũ dày này nên là trọng lượng tổng thể của cái đầu địa than nó cũng lên đến 4,9 cân các bạn nhá. Tiếp đến là phần chính giữa đây thì chúng ta sẽ có một cái mâm xoay mình đã nói rồi, nó làm từ nguyên một cái tấm nhôm đúc nguyên khối có đường kính là 30 cm và dẫn động bởi một cái dây cu loa để đưa vào cái trục motor ở đây. Và cũng giống như trên phiên bản cao cấp là tn 400 bt thì cái motor này nó cũng có ba cái chân gọi là chân chống rung. Cái việc mà sử dụng cái dây cu loa này nó sẽ có lợi thế là như thế này này là nó sẽ giảm được tối đa những cái tiếng ồn từ cái motor truyền sang cái kim thang Đấy, nhưng mà cái nhược điểm là vì nó không có cảm biến uh, ổn định tốc độ ấy Nên là cái tốc độ có thể bị sai lệch nếu như mà các bạn dùng những cái cục chặn đĩa quá nặng Đấy, thì lúc đó chúng ta lại phải vặn cái chỉnh tốc độ ở phía dưới đầu điện thang tí mình sẽ lật lên và chỉ cho bạn luôn mình nghĩ là cái đầu đĩa than này chỉ nên dùng những cái cục chặn đĩa khoảng tầm 350 gram cho cả cái đĩa mỏng và đĩa dày là đủ. Đấy. Cuối cùng ở phần phía trên này, à, cái phần quan trọng nhất chắc chắn sẽ là cái trục động này, cái trục động ở đây, rồi cái cần và cái kim than. TN280BT nó sẽ sử dụng cái Tho nam này này là dạng cần thẳng có chiều dài là 22,3 cm và được làm từ vật liệu là nhôm nhá. Đấy, à, nó sẽ giúp là vừa cứng nhưng mà vẫn đủ cái độ nhẹ để cho cái cần này nó hoạt động được linh hoạt. À, một điểm rất hay ở đây là với cái đầu địa than này các bạn có thể tùy biến là thay đổi cái cartridge ở đây và cái đầu kim cũng có thể thay đổi được sang một cái loại tốt hơn. Nó hỗ trợ các loại cartridge chuẩn VM hoặc là chuẩn MM có trọng lượng từ 3,5 đến 6,5 g với lực nhấn tối đa có thể tùy chỉnh được tới 5 g. Đấy, nên nói chung là chúng ta có khá nhiều lựa chọn trong cái trường hợp mà chúng ta muốn cái nâng cấp cái cái đầu kim này này, đấy cái đầu kim cái cartridge này cho cái đĩa thang Tiếp đến ở đây chúng ta sẽ có một cái đầu kim stylus này, đấy nó có tên mã là Audio Technica ATN 3600L. À, nó đã được hãng người ta lắp sẵn vào cái cartridge này luôn rồi và nó rất là dễ để mua cũng như là dễ để thay thế, giá của hãng sẽ rơi vào khoảng tầm 29 đô nhá cho riêng cái đầu kim này. Đấy bây giờ mình sẽ thử tháo ra cho các bạn xem luôn, các bạn chỉ cần kéo nhẹ xuống này. Đó, kéo nhẹ xuống đưa cái đầu kim này đấy kéo nhẹ bẻ nhẹ nó xuống theo cái chiều như này là các bạn có thể đưa được ra rồi cái stylus này nó sẽ có đầu kim hình nón dạng conical đấy, sử dụng kim cương nhân tạo với kích thước chỉ 0,01 mm khi mà phóng to lên chúng ta sẽ thấy cái đầu kim này nó có dạng hình cầu và được mài bóng nên là nhìn nó giống như kiểu là hình dạng của một cái đầu bút bi vậy nên để mà bắt tốt nhất vào những cái rãnh đĩa ấy, thì lực nhấn khuyến nghị của nó lên khá nặng giống như vừa nãy mình nói đây, lên đến 3,5 g các bạn nhé. Có thể vì lực nhấn như vậy nên là cái thanh Cantilever này này, cái thanh để kết nối đầu kim tới cái cắt chích ấy, nó đã được hãng làm từ cái sợi carbon, nó sẽ có tính cứng và nên là tránh được những hiện tượng bị cong lệch đầu kim khi mà chúng ta sử dụng lâu dài. Nói chung ở phân khúc giá rẻ thì mình thấy đây là một cái bộ đầu kim khá là tốt và có độ bền cao, chuyên dành cho các bạn chơi đầu điện than ở cái mức Entry Level. Rồi như vậy là mình đã lắp lại cái đầu kim và cũng cắm điện nguồn cho cái đầu điện than này để chúng ta chuyển đến cái hai cái nút vặn ở cái phần mặt trên của cái đầu điện than. Chúng ta sẽ có nút vặn thứ nhất để start tức là bật cái đầu điện than này cho cái mâm nó xoay. Đấy và nút stop để dừng lại. Khi chúng ta start thì nó sẽ có cái đèn báo nguồn ở đây nhá. Đó. À, tiếp theo là cái nút phạm thứ hai đó là chỉnh tốc độ như ở trên các cái đầu điện than TN400BT trước đây ấy, thì nó sẽ có một cái tốc độ 78 nữa nhưng mà thực ra cái tốc độ đó thì cũng không mấy ai dùng nữa rồi, đĩa nó cũng khó mua. Đấy nên là à, ở đây chỉ có 33 và 45 thôi. Chúng ta có thể chuyển sang 45 tức là tốc độ lúc này nó quay nhanh hơn. Đấy, 33 là cho những cái đĩa phổ thông mà chúng ta mua mới bây giờ là hầu hết là 33 hết. Và cuối cùng đó là Bluetooth. Bluetooth thì chúng ta sẽ có một cái nút bên cạnh đây này, này, cạnh dưới đây. Có thể các bạn sẽ khó nhìn nhưng mà mình sẽ cố gắng để quay hoặc chụp ảnh cho các bạn xem. Ấn một lần vào nhá thì đèn ở đây nó sẽ đấy, đèn trên này này nó sẽ nháy màu cam, màu màu da cam như thế này. Và khi chúng ta ấn giữ 2 giây. Đó thì cái đèn này nó sẽ nháy nhanh. Lúc này là nó đang ở chế độ là chờ để kết nối vào một cái loa Bluetooth trong phòng đang ở chế độ pairing. Đó, nó sẽ tự động hoàn toàn các bạn nhá. Rồi, à, bây giờ mình sẽ lật xuống cái mặt dưới, sau đó là chúng ta chuyển sang mặt sau để xem các cổng kết nối nhá. Đấy, đợi mình chuyển xuống mặt dưới, chuyển sang mặt dưới thì mình nên tháo cái đầu mâm này ra. Đó. Rồi vào phần dưới cái đầu điện than này chính giữa chúng ta sẽ có một cái tem của thép. Mình thấy cái tem này rất là uy tín nhá, uy tín từ nội dung đến in ấn. À, ở đây chúng ta sẽ có này một thông tin đó là cái đầu điện than này được sản xuất tại Đài Loan, đấy Made in Taiwan chứ không như phần lớn các cái đầu điện than đời mới bây giờ thì toàn Made in China của Trung Quốc hết. Đấy. À, và ở đây chúng ta sẽ có một trụ sở chính đấy, địa chỉ trụ sở chính của chép tại nhật bản và đây là một cái đầu địa than xuất cho thị trường châu âu và có nhà nhập khẩu tại châu âu ở nước áo này đấy, địa chỉ tại austria, austria này đấy. và đây tem toàn tiếng hàn quốc luôn đấy, đây, là, đây là một số cái tiêu chuẩn ở hàn quốc đấy và các cái in ấn ở đây mình thấy nó khá là uy tín đấy, tóm lại là mình nhìn nó khá đẹp đấy. và đây bốn góc thì chúng ta có bốn cái chân cao su khá là mềm để chống dung đấy, chân cao su là mềm lắm và chúng ta có chỉnh tốc độ cho đĩa 33 và đĩa 45. Đấy trong trường hợp các bạn mà dùng những cái cục chặn đĩa nặng này hay là chúng ta sử dụng cái đầu đĩa than này một thời gian dài khoảng vài năm đi thì cái tốc độ có thể nó sẽ bị sai lệch và chúng ta lúc đó thì cần một cái tô vít để đưa vào cái lỗ này. Lỗ này là lỗ để chỉnh tốc độ 33 và lỗ bên này là chỉnh tốc độ 45, chúng ta vặn để tăng hay là giảm tốc độ. Và để đo tốc độ thì chúng ta có nhiều thiết bị để đo, mình thì hay đo bằng cái đĩa chỉnh tốc độ đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay sang mặt sau đi để chúng ta xem các cái cổng kết nối nhá ở phía mặt sau đầu điện than này thì vẫn là một cái cổng phono rất là quen thuộc Đấy, một bên đỏ một bên trắng này để chúng ta đưa trực tiếp được ra âm ly vì sao mà đưa được trực tiếp ra âm ly vì cái đầu điện than này này bên trong nó tích hợp sẵn một cái phono box rồi à, chúng ta chỉ việc gạt cái công tắc này sang cái nút on ở đây thì là chúng ta có thể đưa cái đường thắng đỏ này ra thẳng một cái kênh của âm ly đấy AUX hoặc là kênh CD là có thể phát được nhạc luôn đấy. còn trước đây thì chúng ta phải sử dụng cái phono box rời đó hoặc là trong trường hợp chúng ta có những cái phono box rời ấy mà tốt hơn cái phono box mà tích hợp ở trong này thì chúng ta sẽ gạt sang true ở đây thì chúng ta sẽ đưa được ra những cái phono box rồi lúc đó chúng ta sẽ nghe để so sánh là phono box của đầu đĩa than này hay là phono box rời của chúng ta cái nào hay hơn thì chúng ta sẽ dùng cái đó bên này thì chúng ta sẽ có một cái lỗ để cắm điện nguồn thôi 12V và một cái công tắc tắt bật đó hết rồi phần sau này nó khá đơn giản và đây là cái khớp à, cái khớp này chúng ta có thể tháo ra nhá một số cái đầu điện than thì chúng người ta lắp rời còn ở đây là người ta lắp sẵn vào khi mình mở hộp nó lắp sẵn vào luôn rồi ok tóm lại qua những cái gì mà mình vừa chia sẻ thì các bạn cũng thấy đây là một cái đầu điện than nó có một cái cấu hình phần cứng khá tương đồng với đầu điện than test tn 400 bt nhưng mà tn 280 bt nó lại có một cái mức giá là rẻ hơn một triệu đồng có lẽ chính là nhờ cái việc hãng người ta đã sử dụng cái bộ trích và đầu kim ở phân khúc thấp hơn một chút, nhưng mà bù lại thì chúng ta lại có một cái chuẩn Bluetooth 5.2 đời mới cao cấp hơn là chuẩn 4.0 đời cũ. Nhìn vào cái thông số này thì chúng ta cũng có thể hiểu TN280BT này, này là hãng người ta muốn hướng đến những cái người dùng mà đang sử dụng các cái hệ thống loa và tai nghe không dây đời mới, đặc biệt là khi dùng tai nghe Bluetooth nhá. Mình thấy nó rất là tiện để chúng ta thưởng thức nhạc từ những cái địa than vào buổi tối mà không gây tiếng ồn ảnh hưởng đến xung quanh. Lợi thế của Bluetooth uh, chuẩn 5.2 class 2 có hỗ trợ chuẩn dual mode và mã hóa SBC, đó là nó sẽ tương thích với cả chuẩn Bluetooth classic thông thường và cả tương thích lẫn chuẩn là Bluetooth low energy đời mới, giúp cho cái kết nối nó nhanh này, nó giảm được độ trễ rồi uh, đảm bảo được cái chất lượng nhạc truyền đi nó giữ được tính nguyên vẹn và nó lại rất tiết kiệm năng lượng khi mà chúng ta kết nối với các cái thiết bị loa hay là tai nghe không dây với cái mình thấy ấy, việc hãng người ta sử dụng ở trên cái đầu điện than này là một cái đầu kim là ATN 3600L nó cũng là một cái giải pháp giúp cho cái người dùng ấy, dễ tìm mua và dễ thay thế hơn với cả mức giá chi phí để bỏ ra mua một cái kim đấy, ấy, nó cũng rẻ hơn nữa Trải nghiệm nghe thực tế thì mình thấy cái đầu kim này vẫn cho ra chi tiết âm ở mức khá Lợi thế là ở giải âm trầm nó được thể hiện lại khá tốt Nên là khi mà nghe giọng ca sĩ các bạn sẽ cảm thấy là nó có một chút độ mềm và ấm tiếng Chứ nó không bị khô và đanh như là các cái phiên bản thấp hơn của Tep Đặc biệt là khi chúng ta so với cái đầu điện than là Audio Technica LP6XBT, con đó rất là phổ thông rồi. Nó cùng sử dụng chung cái đầu kim như thế này, nhưng mà 6XBT của Audio Technica lại cho ra cái phần nền âm nó không được tĩnh như là trên con 280BT này. Lý do có thể đến từ việc là 6XBT là nó sử dụng vỏ nhựa nên là khá nhẹ, chống rung cũng chưa tốt thêm nữa là nó lại là tự động hoàn toàn bằng cách là sử dụng các cái bánh răng ở bên trong để tự động nâng hạ rồi đưa cần ra đưa cần vào. Đó sẽ là những cái tác động mà xấu mà gây ảnh hưởng đến cái độ tĩnh của nền âm. Đấy. Do đó nếu các bạn là một người chơi địa than mới mới chơi địa than nhưng mà muốn một cái đầu địa than mà ở mức khá và dễ dàng nâng cấp và thay thế trong tương lai thì mình nghĩ là cố mua lên cái mẫu là 280BT này hoặc là TN400BT A3 thì nó sẽ hiệu quả hơn nhiều. Các bạn sẽ dễ dàng nâng cấp hơn hoặc là có mẫu ATL P3 hoặc là uh, lp 40 vkn của Audio Technica mình thấy cũng rất là đẹp và đáng giá. Vừa rồi là những cái đánh giá cá nhân và một số gợi ý của mình về đầu điện than ở phân khúc giá dưới 10 triệu, mong rằng là nó sẽ có ích cho các bạn tham khảo. Nếu các bạn thấy là uh, còn chưa tự tin và muốn uh, hướng dẫn cụ thể hơn nữa thì các bạn có thể qua trực tiếp các cái showroom của điện tử linh anh để nghe thử luôn. Uh, và vì thử điện than thì nó sẽ dễ tính bản quyền nên mình sẽ tạm bỏ qua cái phần đấy ở trong video này nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.